Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ thực hiện clip này hướng dẫn các bạn có thể xem được toàn bộ những cái thông số xuất xứ của một chiếc máy iPhone. Đó, tất cả những cái điện thoại của các bạn đều có một cái ký hiệu, một cái mã hiệu, và các bạn sẽ biết được là cái máy của các bạn là xuất xứ từ đâu, đến từ nước nào và là nó là hàng gì nhá. Thì ở trên màn hình của mình đây, mình cũng đã thể hiện một số những cái nội dung của cái quốc gia sản xuất cái máy đây rồi. Đấy, thì các bạn thể nhìn thấy đối với cái cách để các bạn có thể xem được cái mã này rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt. Ví dụ ở trên màn hình mình đây đang là mình quay màn hình của một chiếc iPhone của mình. Đấy, thì các bạn có thể vào cho mình cái phần cài đặt này. Đấy, trong phần cài đặt thì các bạn kéo xuống và chọn một cái mục cài đặt chung. Đây, cài đặt chung đây nhá. Đấy, cài đặt chung. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục cài đặt chung như thế này. Rồi, sau khi chọn mục cài đặt chung rồi, các bạn sẽ chọn cái thông tin. Đây, about như này, chung. Thông tin chung. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã modem number đây này. Các bạn nhìn thấy này. Đấy, nó sẽ có cái mã, các bạn chú ý ở cái mã ở cái dòng này nhá, model number đây, và chú ý MG đây, vân 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 như thế này. Thì các bạn sẽ chú ý này, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về hai cái ký tự đằng sau cùng này trước. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái chữ ký tự mã LL như thế này, là nó sẽ là xuất xứ ở Mỹ. Đấy, phiên bản ở Mỹ thì đây sẽ là một cái bản Mỹ nhá, bản sách tay. Tất cả những cái phiên bản nào mà có chữ LL ở đuôi như thế này, nó sẽ là phiên bản sách tay. Và chữ VN này sẽ là phiên bản chính hãng ở Việt Nam và phân phối ở thị trường Việt Nam. Còn cái máy hiện tại của mình đây đang là ở thị trường Mỹ. Đấy, ok. Thì tương tự như thế, đối với ở đây mình cũng sẽ có một chiếc, ví dụ một chiếc iPad cũng vậy. Các bạn cũng sẽ làm thao tác tương tự để các bạn tìm được và các bạn hiểu được xem nó là cái mã gì. Đấy, mình cũng sẽ vào phần cài đặt trên iPad này. Đấy, và sau đó mình sẽ vào mục cài đặt chung này. Đấy, và bên đó mình sẽ trong cái mục giới thiệu. Đấy, các bạn kích vào và các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, tương tự như thế, cái iPad của mình, cái phần model number, số máy. Đấy, nó cũng sẽ là mã LL trên A như thế này. LL trên A thì các bạn sẽ nhìn thấy tương đương như là máy ở thị trường Mỹ. Đó, ok. Thì đấy là cái cách để các bạn có thể xem được là xuất phát ở thị trường nào. Ví dụ LL ở Mỹ, VN là Việt Nam. Những cái đuôi này nếu mà là VN là Việt Nam nhá. Bên cạnh đó thì các bạn có thể xem được là ví dụ như đuôi ZP. Đây, ZP như thế này là thị trường Hồng Kông. Và đuôi CH đấy, là thị trường của Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ có hai cái thị trường ZP và CH là Hồng Kông và Trung Quốc. Dành cho iPhone thì chúng ta sẽ có hai SIM vật lý nhé. Từ iPhone XS Max trở lên, mục ZP và mục CH sẽ có hai SIM vật lý. Thì đấy là cái cách để các bạn có thể xem và hiểu được là cái máy của các bạn có những cái tính năng đặc điểm gì và xuất xứ từ đâu. Đấy, thì đấy là cái cách nhá. Chỉ lưu ý những cái mục đuôi như thế này thôi, để xuất xứ nước ở đâu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái Z như thế này, Nhật. Đấy, Nhật thì thường những cái máy Nhật nó sẽ có tiếng chụp ảnh. Tuy nhiên thì hiện tại up lên những iOS đời cao, iOS 15 hay 16, tiếng chụp ảnh nó mất rồi, nên là nó cũng sẽ không còn quá phân biệt nữa. Nên các bạn có thể yên tâm. Thường thì máy Mỹ và máy Việt Nam sẽ là hai cái máy mà được ưa chuộng hơn, và giá nó sẽ cao hơn so với những cái máy và những cái thiết bị ở các thị trường khác. Đấy, ok. Tiếp đến là cái ký tự đầu tiên. Đấy, mình vừa nói về ký tự cuối cùng là nơi xuất xứ rồi nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái ký tự đầu tiên để hiểu được cái máy của các bạn là thuộc dòng gì và hàng gì. Đấy, thì ở đây tất cả các thiết bị mà có ký tự M như thế này. Đây, ký tự M đầu tiên. M nó sẽ là hàng thương mại, hàng mới, chính hãng. Đấy, nó sẽ là cái hàng mà Apple sản xuất ra để bán bình thường ấy, hàng mới nhá, không có cái vấn đề gì cả. Hàng M này nó sẽ là hàng thương mại phổ thông. Đấy, nhưng nếu khi các bạn kiểm tra cái số máy model number này này, nó không phải là chữ M đầu tiên mà nó lại là chữ N chẳng hạn. Đấy, hoặc chữ F hoặc số 3, thì ba cái dòng này nó sẽ ít, các bạn sẽ ít gặp hơn trên thị trường. Đấy, ba cái ký tự N, F, 3. Đấy, nó sẽ ít gặp hơn trên thị trường. Tuy nhiên, nếu mà các bạn gặp trên thị trường thì các bạn sẽ hiểu được là đầu tiên nếu mà ký tự đấy nó bắt đầu bằng chữ N nhá, chứ không phải là chữ M như thế này, thì nó sẽ là một cái hàng mà Apple đổi trả bảo hành. Đấy, những cái máy mà nó đã có lỗi rồi và nó sẽ gửi về Apple. Đấy, và Apple nó sẽ thay thế linh kiện và nó sẽ sửa chữa lại. Đấy, kiểu như thế, và nó sẽ gửi lại, gọi là hàng mã N. Đấy, lại đổi trả bảo hành những cái máy lỗi nhá, thì nó cũng không vấn đề gì cả, vì đều là linh kiện chính hãng và qua quá trình kiểm định và kiểm duyệt của Apple rồi, không có vấn đề gì cả. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Tiếp đến cái thứ hai là mã F. Nếu máy nào mà mã F thì nghĩa là gì? Nếu mã F thì các bạn sẽ hiểu là đây là cái hàng CPO, gọi là hàng mà Apple tân trang lại. Đấy, các bạn sẽ hiểu như thế. Có nghĩa là một cái hàng cũng tương tự, nó cũng sẽ gần như giống như cái hàng mã N ấy, là cũng là hàng mà Apple người ta sửa sang và tân trang lại. Đấy, nói chung là nó sẽ không khác gì cả, nhưng mà nó sẽ không được chuộng. Đấy, nó sẽ không được chuộng như những cái dòng mã M. Đó, tương tự như vậy, nếu bắt đầu bằng số 3 như thế này, các bạn thể nhìn thấy số 3 nhá. Ở đây không phải mà chữ M nữa mà sẽ bắt đầu bằng số 3, thì các bạn có thể hiểu là
cái đây máy của các bạn đang cầm trên tay ấy, nó sẽ là máy trưng bày tại các store. Ví dụ như các bạn hiện tại đang ra những cái siêu thị trưng bày như Viettel Store hay là Thế Giới Di Động vân 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 gì đó. Đấy, các bạn xem ở đấy thì các bạn sẽ biết được là hàng trưng bày nó sẽ có ba đầu ba như thế này. Có một cái nhược điểm của cái máy trưng bày này là nó sẽ là một cái hàng mà mọi người sử dụng rất là nhiều, ví dụ như sạc liên tục này, rồi màn hình để sáng cũng liên tục. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến ví dụ như chất lượng pin hay là ảnh hưởng đến cái màn hình. Đấy, thì cái mã 3 này nó sẽ ít, giá nó sẽ rẻ hơn và sẽ ít được chuộng. Và thường thì chúng ta sẽ nếu mà có cái mã 3 này, các bạn cũng xem lại về cái mức giá và cân đối là có nên mua hay không. Tuy nhiên thì đổi lại cái hàng trưng bày này thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là máy nó sẽ rẻ hơn so với những cái máy khác. Và cái thứ hai là cái máy này thì nó sẽ chưa sửa chữa bất kể một cái điều gì hết. Đấy, nếu mà máy nó full chức năng nhá, có nghĩa là máy nó chưa sửa chữa hay là chưa thay thế gì cả. Nó không như mã N và mã F là những cái máy mà sửa chữa và tân trang. Đấy, còn mã số 3 này thì nó sẽ là máy nguyên bản, tương tự như mã máy M này thôi, không sửa chữa gì cả, nhưng mà nó chỉ là cái hàng trưng bày mà cho chúng ta trải nghiệm hay dùng thử ấy trước khi mà bán các máy khác. Đấy, thì đấy là ký hiệu của bốn cái đầu mục model. Nếu bắt đầu thì các bạn sẽ chú ý trong bốn cái mục này, chúng ta chỉ cần phải xem là máy của chúng ta có phải mã M hay không và xem chúng ta xuất xứ ở nước nào. Đấy, như vậy là xong, rất là dễ trong cái số máy như thế này nha, model number. Ok, thì ở trên đây là cái hướng dẫn nhanh của mình về cái cách các bạn có thể xem được máy của các bạn là thuộc loại máy gì và xuất xứ từ nước nào, đấy, phân phối tại thị trường nào. Rồi, ok, các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm các clip khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.